đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian quá thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc. Hôm nay chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay có bài Thành phố Châu Đốc nhiều giải pháp mang tính then chốt và toàn diện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và bài cải thiện đời sống nhân dân từ công tác giảm nghèo bền vững. Trước hết chúng tôi xin điểm lại một số nội dung nổi bật trong tuần. Trong tuần, Hội đồng Nhân dân phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai quyết định số 1521 QĐTTG của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ ngành địa phương. Hội nghị đã tập trung quán triệt một số nội dung cơ bản, những nhiệm vụ giải pháp đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới, theo tinh thần kết luận số 80 KNL trên Tây Đức và quyết định số 1521 qdttg Trao đổi thảo luận về những khó khăn vướng mắt của bộ ngành địa phương trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và đề xuất cơ chế tổ chức thực hiện kết luận số 80 KL trên Tây đúp và quyết định số 1521 QDTTG bảo đảm khả thi hiệu quả, phù hợp với bối cảnh, điều kiện tình hình thực tế, trao đổi, thảo luận để chia sẻ kinh nghiệm, phân tích, xác định các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật đang được triển khai hiệu quả tại các bộ ngành địa phương đề xuất định hướng nghiên cứu nhân rộng các mô hình để các bộ ngành địa phương có thể tham khảo áp dụng phù hợp góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác này trong thời gian tới trong tuần, Công an thành phố Châu Đốc ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Châu Đốc bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến hết ngày 18 tháng 2 năm 2021. Theo đó, lực lượng công an thành phố ra quân nhằm nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia, không để xảy ra hoạt động kích động biểu tình, phá rối an ninh, hoạt động khủng bố, phá hoại, khiếu kiện, đình công, hình thành điểm nóng, bảo đảm tốt an ninh trật tự, đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đáng Tân Sửu phòng ngừa phát hiện tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm nổi trước trong và sau tết không để tội phạm hoạt động lộng hành gây bức xúc trong nhân dân điều tra khám phá nhanh xử lý kịp thời nghiêm minh đối với các vụ án vụ việc được dư luận quan tâm Bảo đảm trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đáng và các lễ hội đầu năm, kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ủng tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép, không để sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết. Cũng trong tuần, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và thi đua khen thưởng năm 2020. Năm 2020, thành phố Châu Đốc đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2020 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố. Tổng số hồ sơ tiếp nhận là 6.580 hồ sơ, trả kết quả đúng hạn 6.123 hồ sơ đạt tỷ lệ 93,1%. Hồ sơ đang giải quyết là 457 hồ sơ, không có hồ sơ giải quyết bị quá hạn. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Quỹ ban nhân dân cấp xã, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 8.734 hồ sơ, trả kết quả đúng hạn 8.712 hồ sơ đạt tỷ lệ 99,7%, hồ sơ đang giải quyết là 22 hồ sơ, không có hồ sơ giải quyết bị quá hạn. Thành phố đã triển khai sử dụng tỷ lệ trao đổi phần mềm iOffice trong năm, số lượng gian bản đến, được cập nhật vào phần mềm là 75.633 văn bản đạt 100%. Tỷ lệ văn bản đi được cập nhật và xử lý trên phần mềm 20.310 văn bản đạt 100%. Tình hình trao đổi văn bản điện tử ký số, không gửi văn bản giấy 75%. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước đạt 90% thực hiện triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến với tổng số thủ tục hành chính cấp quyền, cấp xã được triển khai trên hệ thống là 643 thủ tục, mức độ 3, 4, 136 thủ tục. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 34 là 8.080 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn 3%, trước hạn 95,6%. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đến 13 tháng 11 năm 2020, tiếp nhận 7.087 hồ sơ qua bưu chính công ích. Trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích 1.214 hồ sơ, hồ sơ nhận và trả qua dịch vụ bưu chính công ích 215 hồ sơ trong tuần phòng lao động thương binh và xã hội thành phố châu đốc phối hợp sở lao động thương binh và xã hội tỉnh an giang tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong lĩnh vực xây dựng lớp huấn luyện triển khai các quy định chung của nhà nước đối với lĩnh vực an toàn lao động các yếu tố nguy hiểm có hại trong sản xuất luật an toàn vệ sinh lao động các nghị định thông tư có liên quan một số nguyên nhân của các tai nạn lao động trong sản xuất các biện pháp để sản xuất an toàn trong xây dựng đặc biệt là làm việc trên cao thao tác vận hành máy xây dựng an toàn, hướng dẫn khảo sát, đánh giá các yếu tố dẫn đến tai nạn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động hiệu quả trong quá trình lao động. Qua đó, trang bị những kiến thức căn bản về nguyên tắc đảm bảo an toàn lao động trong quá trình làm việc, an toàn sử dụng một số máy móc, thiết bị xây dựng, kỹ năng cơ bản, bảo đảm an toàn, sức khỏe, tính mạng cho người lao động, xử lý những tình huống trong quá trình xây dựng trong tuần công an thành phố châu đốc đã triệt phá một tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền và bắt quả tang 20 đối tượng tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài sáu lá lựa trên địa bàn phường núi sam vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 15 tháng 12 năm 2020, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Châu Đốc phối hợp với các đội nghiệp vụ và công an phường núi Sam triệt phá một tụ điểm đánh bạc, bắt quả tang 20 đối tượng tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài sáu lá lựa tại nhà bà Quỳnh Thị Bế, sinh năm 1960, ngụ tổ 7 khóm Vĩnh Tây 2, phường núi Sam, thành phố Châu Đốc. Qua khám xét và điều tra tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ số tiền trên chiếu bạc là 2 triệu 900 ngàn đồng. Tổng số tiền thu giữ trên các con bạc là 77 triệu 814 ngàn đồng cùng một số tang vật khác có liên quan đến vụ việc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và được gia đình bảo lãnh. Hiện công an thành phố Châu Đốc đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật cũng trong tuần công an thành phố châu đốc bắt quả tang hai đối tượng về hành vi tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn phường châu phú b thành phố châu đốc vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 15 tháng 12 năm 2020 tại phòng số 110 nhà nghỉ Minh Kim thuộc khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, An Giang. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Châu Đốc phối hợp phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh An Giang thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Duy Tân, Tân Mắm, sinh năm 1982, ngụ tổ 14, khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B thành phố Châu Đốc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tăng vật thu giữ gồm một bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi vấn ma túy đá, trọng lượng khoảng 2 g, tiến hành khám xét chỗ ở của Nguyễn Di Tân tại tổ 14 khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, lực lượng công an phát hiện thu giữ hai bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng, một bọc ni lông chứa 36 viên nén màu đỏ, một bọc ni lông chứa chất bột màu trắng, tất cả nghi vấn là ma túy có tổng trọng lượng 212 g. Cùng thời gian trên tại khu vực khóm Châu Long 2, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, lực lượng công an tiến hành bắt quả tang đối tượng tên Bùi Thị Ngọc Nhi, sinh năm 1993, nơi cư trú tổ 13 khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy, tăng vật thu giữ chín bịch ni lông trong suốt bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi vấn là ma túy có trọng lượng khoảng 9 gram được biết đối tượng bùi thị ngọc nhi bị tòa án nhân dân thành phố châu đốc xét xử 5 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy năm 2019 nhưng được hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bùi thị ngọc nhi để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2020, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động lớn đến lĩnh vực du lịch, thương mại, và quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân, hộ cá thể và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động văn hóa xã hội, giáo dục và đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Dự báo nhiều áp lực trong khả năng thu ngân sách thành phố cũng như trong kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Thành phố Châu Đốc, nhiều giải pháp mang tính then chốt và toàn diện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Trước điều kiện khó khăn, đặc biệt càng khó khăn hơn khi thành phố Châu Đốc là địa phương tập trung phát triển về lĩnh vực thương mại du lịch, nhưng với quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế xã hội thành phố năm 2020 đạt nhiều kết quả khả quan, khá nổi bật, đạt 15 trên 16 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Qua đó, tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, các mặt đời sống xã hội thành phố cơ bản vẫn được giữ ổn định, kinh tế đạt được sự tăng trưởng nhất định, thành phố tiếp tục duy trì không còn hộ nghèo, đồng thời giảm 206 hộ cận nghèo, đạt 106,7% so với chỉ tiêu kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn đạt 124,77%, chỉ tiêu được giao. Qua đó, đảm bảo cho công tác điều hành cân đối ngân sách thành phố trong điều kiện nguồn thu bị ảnh hưởng của dịch bệnh, một số công trình, sản phẩm du lịch đã được đầu tư và chuẩn bị đầu tư. Công tác đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố được triển khai đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng. Từ đó, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách đạt 100%, phối hợp tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ thành phố lần thứ 12 nhiệm kỳ 2020-2025. Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo đà tăng trưởng và bền vững cho cả giai đoạn 2021-2025. Do đó, đòi hỏi các ngành các cấp phải tập trung cao độ khắc phục tối đa những hạn chế yếu kém, phát huy mạnh mẽ những yếu tố tích cực, đồng thời đề ra những giải pháp thành chốt, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, sâu sát với thực tiễn để hoàn thành mục tiêu các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và hoàn thành xuất sắc mục tiêu. Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cả giai đoạn 2021-2025, Cụ thể, thành phố Châu Đốc sẽ tập trung triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa các khâu đột phá theo nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả 14 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Phát triển du lịch cùng với thương mại dịch vụ trở thành ngành kinh tế chủ lực của thành phố. Phát triển du lịch thông minh từng bước đưa ngành du lịch thành phố Châu Đốc ngày càng phát triển bền vững, đa dạng và nâng cao chất lượng các dịch vụ, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, văn minh, chuyên nghiệp, tạo ấn tượng tốt cho du khách khi đến tham quan mua sắm tại địa phương. Đồng thời thực hiện nâng cao ý thức của các cơ sở, hộ tiểu thương trong việc chấp hành các quy định về an ninh trật tự, văn minh thương mại trong sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, hoạt động và phát triển trên địa bàn thành phố, nhất là những doanh nghiệp có dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư từ kiện tốt chương trình khuyến công và các cơ chế chính sách có liên quan nhằm khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp cơ sở công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ mở rộng quy mô sản xuất tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm giải quyết việc làm cho người lao động đặc biệt là các ngành nghề truyền thống phục vụ khách du lịch tập trung nguồn lực để đầu tư hoàn thành công trình trọng điểm cấp bách các công trình đối ứng các công trình đã có đầy đủ hồ sơ theo quy định của luật đầu tư công tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tránh tình trạng nợ động và đầu tư dàn trải, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, phấn đấu từng bước hoàn thiện cơ bản hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch thương mại, hạ tầng đô thị, hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng, kết hợp tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo quy hoạch, giải ngân vốn đầu tư kịp thời cho các công trình trọng điểm, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và các chủ đầu tư trong quản lý vốn đầu tư và quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định phát triển nông nghiệp kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của nông sản hàng hóa, tăng hiệu quả kinh tế, gắn với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, đổi mới và phát triển mạnh mẽ lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bảo đảm vừa mở rộng quy mô một cách hợp lý, vừa củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả ở tất cả ngành, bậc học, hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục, đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, phấn đấu 32 trên 36 trường đạt chuẩn trường quốc gia. Tập trung tăng cường thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, tăng cường xã hội hóa lĩnh vực y tế, xây dựng hệ thống cơ sở y tế phù hợp, hiện đại đồng bộ về nhân lực và cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Phát triển và nâng cao chất lượng các hoạt động lễ hội, văn hóa thông tin, thể dục thể thao, từng bước hiện đại hóa hệ thống phát thanh truyền hình, tập trung đầu tư phát triển các môn thể thao có thế mạnh thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chăm sóc bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, đẩy mạnh kỷ luật kỷ cương hành chính, tập trung thực hiện cải cách hành chính, trong đó chú trọng cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát huy tối đa hiệu lực các nguồn lực để đầu tư phát triển thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền nhằm quy động tốt các nguồn lực từ xã hội phục vụ cho nhiệm vụ chính trị tại thành phố giữ vững an ninh chính trị an ninh biên giới ổn định trật tự an toàn xã hội phòng chống các loại tội phạm các tai nạn xã hội hạn chế tối đa các tai nạn giao thông phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa ta và phía bạn campuchia đồng thời tổ chức thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện diễn tập phòng thủ năm 2021, tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng, nhất là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Quý vị và các bạn nghe đài thân mến, thời gian qua, thành phố Châu Đốc đã triển khai thực hiện chủ trương giảm nghèo bền vững, đã đạt được những kết quả tích cực, mang lại những cải thiện đáng kể cho đời sống vật chất và tinh thần của hộ nghèo. Kết quả đạt được là động lực để thành phố Châu Đốc thực hiện ngày càng hiệu quả hơn các chính sách giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Cải thiện đời sống nhân dân từ công tác giảm nghèo bền vững những năm qua thành phố châu đốc xác định công tác giảm nghèo cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu và trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố trên cơ sở thực hiện nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ thành phố về giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân cùng với việc xây dựng triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo, thành phố Châu Đốc triển khai đẩy mạnh công tác giảm nghèo và phổ biến chính sách pháp luật về giảm nghèo đến các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn thành phố. Theo đó, cấp quỹ và chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức và hành vi trong công tác giảm nghèo, vận động người nghèo, hộ nghèo, người chưa có hoặc thiếu việc làm, phát huy khả năng của bản thân, chủ động phấn đấu dương lên vượt qua nghèo khó, không trông chờ hay ỷ lại vào nhà nước. Song song đó chỉ đạo hướng dẫn và xây dựng mô hình giảm nghèo bền vững tại thành phố, các xã phường, đề ra kế hoạch, giải pháp chỉ đạo thực hiện. Quá trình thực hiện đều phân công các thành viên ban chỉ đạo phụ trách từng địa bàn nhằm giúp hộ nghèo trong quá trình làm kinh tế. Định kỳ, ban chỉ đạo tổ chức sơ kết đánh giá nguyên nhân của hạn chế yếu kém để kịp thời đưa ra giải pháp chỉ đạo phù hợp thực hiện trong những năm tiếp theo, ngoài ra việc kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững cũng được đảm bảo thường xuyên nhằm kịp thời chấn chỉnh những yếu kém, hạn chế trong quá trình thực hiện. Từ những nỗ lực trong công tác triển khai quán triệt, tuyên truyền phổ biến chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã giúp cho đảng viên, hội viên và mọi người dân nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng trong thực hiện chính sách giảm nghèo và các chính sách xã hội khác. Thực tế cho thấy, các chính sách về giảm nghèo bền vững từng bước được quan tâm đầu tư hơn và lồng ghép với các nguồn lực khác hiện có đã từng bước mang lại hiệu quả cho hộ dân được thoát nghèo bền vững hơn. Đồng thời, thông qua các dự án giống dây phục vụ chương trình giảm nghèo, hỗ trợ việc làm đã từng bước tác động đến ý thức dương lên thoát nghèo cho bản thân, gia đình và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Trong năm 2020, thành phố Châu Đốc tiếp tục duy trì không còn hộ nghèo, đồng thời thực hiện giảm 206 hộ cận nghèo, đạt 106,7% so với chỉ tiêu kế hoạch giảm 193 hộ cận nghèo trong năm 2020. Hiện nay, trên địa bàn thành phố còn 202 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,7%. Công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo được các ngành các cấp quan tâm thực hiện tốt. Các khoản trợ cấp lương cho các đối tượng được chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Thực hiện tốt chi trợ cấp cộng đồng cho đối tượng là người đủ 80 tuổi trở lên, người già neo đơn, người khuyết tật, người bệnh tâm thần người đơn thân đang nuôi con, trẻ em bị bỏ rơi, người nhiễm HIVS, trẻ mồ côi. Qua đó, chi trả trợ cấp cho 8.805 lượt người có công với số tiền trên 9,4 tỷ đồng. Từ nguồn ngân sách địa phương, tỉnh và trung ương trợ cấp Tết Nguyên đáng canh tí cho 3.083 người với số tiền trên 1,8 tỷ đồng chi trợ cấp ngày thương binh liệt sĩ với số tiền trên 700 triệu đồng cho 1.814 đối tượng và trợ cấp mai tán phí cho 21 người có công với số tiền trên 281 triệu đồng. Công tác bảo trợ xã hội chi trợ cấp 52.761 lượt đối tượng với tổng số tiền 22 tỷ 801 triệu 042 000 đồng. Tết quyên đáng canh tí cho 4.112 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền trên 1,8 tỷ đồng và mai tán phí cho 323 đối tượng với số tiền trên 1,7 tỷ đồng. Trong năm, cất mới 9 căn nhà tình nghĩa với số tiền 450 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa và sửa chữa 9 căn nhà tình nghĩa với số tiền 210 triệu đồng từ quỹ đền ơn đáp nghĩa hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 4 hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai tại phường Vĩnh Quân với số tiền 28 triệu đồng và 8 hộ quả quạng tại xã Vĩnh Châu với số tiền 160 triệu đồng. Ngoài thực hiện các mục tiêu tổng thể, thành phố còn tập trung giải quyết một số nhiệm vụ cơ bản phục vụ cho công tác giảm nghèo bền vững, bao gồm thực hiện chương trình quốc gia giải quyết việc làm, các chính sách bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội, giáo dục, y tế, chính sách nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường. Trong năm, thành phố có 1.690 lao động được đào tạo nghề, đạt tỷ lệ 140,7% so với kế hoạch. Giải quyết việc làm cho 6.284 lao động, đạt tỷ lệ 104,8% so với kế hoạch 6.000 lao động. Với sự chỉ đạo sâu sát của thành quỷ và sự điều hành chặt chẽ của Quỹ ban Nhân dân thành phố, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, tin tưởng rằng công tác giảm nghèo bền vững của thành phố Châu Đốc sẽ đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đến mức thấp nhất để cuộc sống của người dân ngày càng ấm no hạnh phúc. Quý vị và các bạn gây đài thân mến, đó là mục tiêu của Trung tâm Xuất tiến Thương mại và Đầu tư An Giang nhằm thực hiện tốt công tác xuất tiến đầu tư năm 2021. Trong đó, phải đảm bảo hoạt động xuất tiến đầu tư gắn liền với mục tiêu chuyển đổi mô hình, tăng trưởng theo hướng chuyển dịch hợp lý từ nông nghiệp sang công nghiệp, thương mại và dịch vụ của tỉnh. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Nâng cao hiệu quả công tác kêu gọi đầu tư. Theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, An Giang xác định nông nghiệp là nền tảng kinh tế của tỉnh, dịch vụ, du lịch và công nghiệp là động lực cho phát triển, tăng chất lượng, giá trị lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và du lịch, nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh của các chủ thể kinh tế. Chú trọng phát triển các ngành nghề vừa tăng thu nhập của người dân, vừa tạo nguồn thu ngân sách. Để thực hiện được mục tiêu đó, ngành chuyên môn phải chủ động nắm bắt tình hình kinh tế thế giới trong năm 2021. Đồng thời, phối hợp với sức mạnh kinh tế địa phương, thế và lực của đất nước, đảm bảo linh hoạt không bị động trước mọi tình huống, trong đó, việc hợp tác đầu tư cần có chọn lọc theo hướng lấy chất lượng hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Đảm bảo hiệu quả công tác thu hút đầu tư trên cơ sở khai thác tiềm năng thế mạnh về vị trí địa lý, hạ tầng, nguồn nhân lực và các điều kiện thực tế của tỉnh, song song với việc bảo vệ tài nguyên, đảm bảo quốc phòng an ninh, nhất là khu vực biên giới, đặc biệt cần tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực có thế mạnh hoặc lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển như hạ tầng các khu, cụm công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao sản xuất giống thủy sản và cây giống công nghiệp hỗ trợ công nghiệp chế biến công nghiệp cơ khí du lịch sinh thái du lịch tâm linh cần ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến công nghệ mới công nghệ cao công nghệ sạch quản trị hiện đại công nghệ hiện đại có giá trị gia tăng cao có tác động lan tỏa kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu để chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư An Giang sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư trực tuyến nhằm nắm bắt kịp thời xu hướng chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến đầu tư, đa dạng hóa các hình thức xúc tiến đầu tư giữa nền tảng khoa học và công nghệ trong năm 2021. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng lẫn tránh xuất xứ, giống mỏng, chuyển giá đầu tư chui, đầu tư nấp bóng gây tác động xấu đến nền kinh tế, chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua công tác hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh xác định tinh thần thành công của doanh nghiệp là thành công của An Giang trong hỗ trợ nhà đầu tư, tạo nền tảng vững chắc và niềm tin để nhà đầu tư thực hiện tái đầu tư trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, An Giang đang tập trung nguồn lực địa phương, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và các tổ chức quốc tế để chuẩn bị tốt về điều kiện cơ sở hạ tầng, tạo quỹ đất sạch và quy hoạch dùng nguyên liệu để hỗ trợ tốt nhất cho nhà đầu tư muốn đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tiếp tục cập nhật danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, đảm bảo đầy đủ các thông tin cơ bản để nhà đầu tư nghiên cứu tìm hiểu, Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp và vận hành các cổng thông tin điện tử của các cơ quan ban ngành, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh. Phân công đơn vị trực tiếp vận hành phần mềm về xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang nhằm đảm bảo khả năng tương tác trên điện thoại di động, cung cấp thông tin cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân, cán bộ quản lý, công chức thực thi công vụ dễ truy cập, tìm hiểu, tư vấn và quảng bá. Tăng cường công tác hợp tác với các tham tán thương mại và đầu tư của Việt Nam ở nước ngoài các cơ quan xúc tiến, cơ quan ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức xúc tiến đầu tư trong nước. Với tiềm năng sẵn có, cùng với sự chủ động trong định hướng thu hút đầu tư, An Giang sẽ tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, sẵn sàng hợp tác với tất cả các doanh nghiệp trong ngoài nước với mục tiêu trở thành dùng đất lành cho hoạt động thu hút đầu tư ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. thưa quý vị và các bạn chương trình thời sự hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt